Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh lên kịch bản ứng phó với bệnh đầu mùa khỉ. Nhiều gian hàng trong chợ Thủ Đức bị sụt lún do công trình thi công đường. Đó là WHO ghi nhận có 650 ca mắc căn bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em. Thưa quý vị, trong bối cảnh số ca mắc đậu mùa khỉ tiếp tục tăng trên thế giới, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh lên kịch bản ứng phó khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu HCDC tăng cường hệ thống giám sát tại các cửa khẩu. Theo đó, phải giám sát đo thân nhiệt, quan sát tìm triệu chứng ở người nhập cảnh, đặc biệt là người đến từ các quốc gia đang lưu hành dịch. Người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ cần khai báo tại trạm y tế phường xã. Các bệnh viện công lập và ngoài công lập sàng lọc phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng nhiễm mầm bệnh. Ngoài ra, cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, các dung dịch sát khuẩn thông thường và che miệng khi ho, hắt hơi. Mới đây, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong vòng 3 năm tới, thành phố sẽ cấp sổ hồng cho khoảng 50.000 căn hộ còn tồn đọng trong các dự án. Nguyên nhân của việc chậm cấp sổ hồng là do trước đây có những dự án nhà ở chưa có văn bản thẩm định nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân vào ở, nên việc cấp sổ bị vướng đủ thứ. Thành phố Hồ Chí Minh đang tồn tại 3 nhóm dự án chung cư chưa được cấp sổ hồng. Nhóm 1, các dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Nhóm 2, dự án xây dựng xong nhưng chưa được nghiệm thu do có các hạng mục xây dựng sai phép. Và nhóm 3, chủ đầu tư thế chấp sổ hồng tại ngân hàng. Trong 2 năm 2022 và 2023, thành phố sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho 3 nhóm chung cư này nếu đủ điều kiện. Còn lại, nếu vi phạm thì xử lý xong mới cấp sổ hồng. Công trình nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Ngân, thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ cải thiện tình hình thường xuyên ngập nước tại đây. Tuy nhiên, thì quá trình thi công lại khiến nhiều gian hàng trong chợ Thủ Đức bị sụt lún nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tài sản và tính mạng của người dân. Hai tháng nay, nhiều tiểu thương tại chợ Thủ Đức nơm nớp lo sợ bởi những vết nứt dài dưới nền cửa hàng và cả phần mái vòm. Khu vực vỉa hè phía ngoài chợ cũng xuất hiện tình trạng trên. Rất là lo, sợ nó sập không biết giờ nào. Có đêm cô không đóng cửa được, cô phải nhờ bảo vệ, phải ngủ tại đây, canh chỗ này. Gạch người ta lót về, giờ bung lên hết rồi. Coi như là mặt bằng nó không còn bằng nữa, mà nó nghiêng lún vậy nè. Theo đại diện chủ đầu tư, nguyên nhân là do việc thi công hệ thống thoát nước có kích thước lớn, cộng thêm hố móng đào lớn sát chợ, gây sụt lún, mất an toàn. Chủ đầu tư đã trực tiếp mời các cơ quan chức năng đến khảo sát và chỉ đạo đơn vị thi công đã trám trét, câu sắt, gia cố cái phần bê tông và cát ở dưới cái phần móng và chống đỡ cái máy vòm chợ để đảm bảo an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh đang trong cao điểm mùa mưa, đặc biệt khu vực chợ Thủ Đức là khu vực dốc cao, nước chảy xiết. Các bên liên quan cần nhanh chóng có giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân. Để giúp trẻ em gặp khó khăn vì Covid-19 được tận hưởng trọn vẹn tới thiếu nhi 1 tháng 6, thì một nhóm thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa dành cho các em vào dịp cuối tuần. Mới đây, thì các em thiếu nhi tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đã đón nhận niềm vui từ hoạt động này. Khuôn viên Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc A sôi động hơn với các trò chơi dành cho các em nhỏ. Không chỉ vậy, các em còn được khám tầm soát hậu Covid, bệnh dịch mùa và nhận quà Tết thiếu nhi. Lê Văn Thịnh có chuyến tới cái xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh để khám tầm soát hậu Covid cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở đây, và đặc biệt là các em thiếu nhi. Các em nhỏ mồ côi ba mẹ vì Covid hoặc có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được đồng viên chia sẻ. Nhóm tình nguyện gồm các thành viên làm những ngành nghề khác nhau. Cổ động cho các bé cố gắng học tập và cố gắng vượt qua những cái khó khăn hiện tại mà dịch bệnh đã gây ra. Cái này nó cũng thể hiện cái tinh thần trách nhiệm là người lớn của chúng ta nên cố gắng tập trung chăm sóc sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần cho các em. Xã Vĩnh Lộc A là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Đa phần các em nhỏ đều theo ba mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động khác để hỗ trợ các bạn nhỏ. Khó
không có cục đất chòi chim vẫn liều mình thuê đất để trồng sen hữu cơ trước bỏ ánh mắt ái ngại của nhiều người. Thế nhưng điều đó không làm đau núng anh Lê Văn Bo ở tỉnh Đồng Tháp. Sau hơn 12 năm gắn bó, anh đã mang đến nhiều giá trị mới cho cây sen ở quê nhà. Từ 3 công đất thuê ban đầu, nay anh đã có khoảng 300 công đất thuê để trồng sen trải từ huyện Tháp 10, Cao Lãnh, Tam Nông. Tâm huyết không chưa đủ, còn phải tìm hướng đi vững chắc cho mình và cây sen của mình. Đi hướng hữu cơ này được 6 năm rồi. Mới đầu tôi bán cho những cái thương lái ở ngoài. Bây giờ hiện tại mấy công ty lớn rồi cũng đang đối kết cuối kết. Phần tôi thì tôi cũng đang có sản lượng vừa cung cấp ra thị trường mà vừa làm theo sản phẩm bán làm thương hiệu. Ngoài sản phẩm gương sen là chủ lực chính cung cấp cho thương lái và doanh nghiệp, anh Bo bắt đầu cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm khác như sen lụa, hoa sen tươi, lá sen, củ sen, tim sen. Sen là nó như tôi là trong máu rồi, tôi đã biết rồi, cái sen của tôi khai thác đó. Vợ con người làm chung làm đó thì làm cũng sống. Thì mình không có công đất đó, mình trồng đất mướn không đó, có mặn đất nhà đó. Mình dám làm mấy trăm công đó. Với tất cả tâm huyết như anh Bo, hy vọng những sản phẩm từ cây sen Đồng Tháp sẽ ngày càng đa dạng và chất lượng cao hơn trong tương lai. Chiều qua, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang triệt phá thành công một sòng bạc quy mô lớn tại phường Mỹ Long. 30 đối tượng bị bắt giữ cùng với trên 190 triệu đồng tang vật. Các đối tượng sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu đất trống nhà bà Quách Thị Mỹ Lệ tại khóm Phó Quế, phường Mỹ Long. Được biết, tại thời điểm lực lượng công an ập vào sới bạc, nhiều đối tượng có thái độ manh động la ó, nhưng được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát 113 công an tỉnh, tình hình an ninh trật tự được ổn định. Lực lượng công an thành phố Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật. Chiều qua, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Trên đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 thì một cây cổ thụ bất ngờ bật gốc ngã xuống đường và đè một xe ô tô 7 chỗ. Sự cố xảy ra vào khoảng 16 giờ khiến chiếc ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng, phần đầu xe bị biến dạng, cửa kính chắn gió bị dở dụng. May mắn là trên xe không có người khi xảy ra sự cố. Qua tìm hiểu, chiếc xe của gia đình ba người dùng bữa tại một quán ăn gần đó. Theo quan sát, cây cổ thụ ngã là nhạt ngựa, có đường kính lớn, cao khoảng 10 mét. Vụ việc khiến cho giao thông qua đường Ký Con, đoạn giao với đường Võ Văn Kiệt bị ùn ứ. Một chiếc xe đầu kéo chở cát đã bất ngờ tông vào xe ô tô 7 chỗ rồi lật ngang, đè lên đầu xe ô tô. Vụ tai nạn xảy ra chiều vào ngày hôm qua trên quốc lộ 14 đoạn qua thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hơn 3 giờ chiều qua, xe đầu kéo kéo theo rơ móc đang lưu thông hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Đắk Nông đến phường Tiến Thành. Xe đầu kéo bất ngờ vượt lên, tông thẳng vào hông xe ô tô của ông Hiển, 60 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, đang lưu thông cùng chiều. Va chạm khiến xe đầu kéo đã kéo lê xe 7 chỗ lên phía trước nhiều mét, lao vào giải phân cách, lật ngang giữa đường và đè thẳng vào đầu xe ô tô. Rất may ông Hiển chỉ bị thương nhẹ, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô con và hai xe máy đã xảy ra vào tối hôm qua trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Theo các nhân chứng, vào khoảng 19 giờ 20 phút, xe máy do một phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển đã va chạm với phần đuôi xe ô tô con đang dừng trên đường. Cú va chạm khiến người phụ nữ cùng phương tiện té ngã xuống đường. Cùng thời điểm này, xe máy khác do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển đang lưu thông cùng chiều từ phía sau, không xử lý kịp nên tiếp tục va chạm vào hiện trường tai nạn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang sau đó đã có mặt để điều tra xử lý. Tuy nhiên, do tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, nên bước đầu các bên có liên quan muốn tự thỏa thuận thương lượng sau tai nạn. Liên quan đến căn bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 27 tháng 5 cho biết đã có 650 ca mắc được ghi nhận ở 33 quốc gia thuộc 5 khu vực trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 26 tháng 5. Theo WHO, trong số 650 ca mắc bệnh viêm gan chưa rõ nguyên nhân, có ít nhất 38 trẻ em cần phải cấy ghép gan và 9 ca tử vong. Khoảng hơn 75% tổng số trường hợp này là trẻ em dưới 5 tuổi. WHO nhấn mạnh, các trường hợp này đều có biểu hiện lâm sàng nghiêm trọng hơn và tỷ lệ phát triển thành suy gan cấp tính cao hơn so với các báo cáo trước đó về bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ. Cơ quan này đánh giá, nguy cơ dịch bệnh ở cấp độ toàn cầu đang ở mức trung bình. Theo WHO, số ca thực tế có thể bị đánh giá chưa đúng mức trong một vài khu vực, một phần do khả năng giám sát còn hạn chế.
Cho đến nay, nguồn gốc và cơ chế lây truyền các tác nhân gây bệnh tiềm tàng vẫn chưa được xác định. Do đó, WHO cho biết chưa thể đánh giá đầy đủ nguy cơ lây lan dịch bệnh rộng rãi hơn nữa. Cơ quan quản lý rừng của Mỹ ngày 27 tháng 5 đã khiến công chúng bất ngờ khi thừa nhận họ đã gây ra hai đám cháy rừng vốn vẫn đang lan rộng tại bang New Mexico. Theo cơ quan trên, ban đầu họ định đốt các đám cây bụi và lá khô để giảm nguy cơ cháy rừng vào mùa khô. Tuy nhiên, sự việc đã vượt tầm kiểm soát và trở thành vụ cháy rừng nghiêm trọng. Hai đám cháy này hiện vẫn chưa được kiểm soát sau khi chúng bùng phát chồng lấn hồi tháng trước, trở thành vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử của bang này. Khoảng 3.000 lính cứu hỏa vẫn đang cố gắng dập lửa trong bối cảnh đám cháy đang tiếp tục lan rộng. Các nhà khảo cổ đã phát hiện tàn tích của một thành phố cổ của người Maya, nơi đây tập trung nhiều cung điện, kim tự tháp và quảng trường tại một địa điểm xây dựng sắp trở thành một khu công nghiệp trên bán đảo Yucatan của Mexico. Các nhà khảo cổ cho biết, địa điểm này có tên là Sion, có những nét đặc trưng của phong cách kiến trúc Puuc của người Maya, vốn phổ biến ở phía nam bán đảo Yucatan. Một trong những nhà khảo cổ dẫn đầu cuộc khai quật, Carlos Peraza ước tính, hơn 4.000 người đã sống ở khu vực này. Có những người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau, các linh mục, người ghi chép kinh thánh, sống trong những cung điện lớn này, và cũng có những người dân thường sống trong những tòa nhà nhỏ. Các nhà nghiên cứu cũng xác định được khu vực chôn cất người lớn và trẻ em gần đó. Họ được chôn cùng với nhiều công cụ, đồ cúng và đồ dùng khác bằng đá lửa. Dấu tích của những sinh vật biển cũng được phát hiện cho thấy, cư dân của thành phố đã bổ sung chế độ ăn dựa trên nông nghiệp của họ bằng cách đánh bắt dọc theo bờ biển gần đó. Trở lại sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch, lễ hội ánh sáng Vivid Sydney của Australia đã chính thức mở màn. Đây sẽ là sự kiện lớn nhất với nhiều cái đầu tiên khởi động cho những mùa lễ hội sôi động giai đoạn sau đại dịch. Là một trong 10 lễ hội lớn nhất thế giới, Vivid Sydney gây ấn tượng cho du khách trong và ngoài nước với khoảng 50 công trình nghệ thuật và hơn 100 sự kiện âm nhạc khác nhau. Bên cạnh đó, lần đầu tiên, con đường ánh sáng sẽ nối liền 47 công trình nghệ thuật trải dài từ nhà hát Con Sò Sydney đến ga trung tâm thành phố. Tôi tin rằng nơi đây là mảnh đất của tình yêu và sự nồng ấm đối với cả thế giới. Đây có lẽ là lý do vì sao chủ đề cho dự án lần này của tôi có tên là Sydney with Love. Chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký tham gia của rất nhiều nhóm các nghệ sĩ trình diễn trên toàn thế giới. Sự trở lại của lễ hội Vivid Sydney được kỳ vọng sẽ tạo ra một đòn bẩy kinh tế và xã hội, qua đó giúp hồi sinh ngành du lịch Australia nói chung. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.